Rồi mình nói nhanh nè. Con này là con Panasonic AK25 ha. Con này thuộc dàn xe chung. Nguyên bộ của nó là hai loa đứng với hai loa nóc ha. Mót khiển đầy đủ luôn. Rồi con này có đánh subwoofer, đánh loa hai cầu ha. Mình bán giá con này giá rẻ, giá nhanh luôn là bởi vì con này nó bị tai nạn, nó cấn, nó bị vỡ cái loa ha. Vỡ cái loa, vỡ cái cạnh nó chứ không phải là cái loa đâu. Thì bình thường con này giá bình thường mình bán vẫn là 2,5 triệu, 2,4 triệu, nhưng mà con này mình bán giá 1,7 triệu nha. Nói luôn, tổng thể thì nó đẹp nhưng nó về nó bị cấn nè. Nói vậy nè, anh em nào ít ít tiền thì cảm thấy chấp nhận được thì chơi ha. Đây. Được chưa? Nó về nó thả sao nó cấn, cái này nó cơ lên rồi nè. Giờ anh em về chịu khó lấy mùn cưa với lại keo đổ vô, đắp nó lại ha, đè nó xuống nè. Nó thả xuống cái cạnh này nó vỡ lên luôn nè, nó bị cấn cái cạnh này nó thả xuống nè, được chưa? Loa công suất 100W. Ha. Đúng cái loa của nó là nó vuông vắn như cái loa bên này nè, thấy không? Nhưng mà nó nằm bên góc, nó thả xuống thì nó cấn cái loa này. Đó, bây giờ là nó hở cái này một chút nè. Mình đánh thì cũng chả ảnh hưởng gì đâu, còn không để vậy cũng được ha. Tùy thích thì nhỏ keo vô đây nè. Nó nứt luôn rồi, thấy chưa? Đè nó xuống nè. Đó, đè nó xuống rồi nhỏ vô keo rồi đắp cái mùn cưa vô lại thì chơi loa hai cầu. Thì model nó đây, này AK25 về 4 dòng điện ha, hàng chính hãng của Panasonic nè. Được chưa? Mấy cái dòng dàn cổ nè ha. Dàn đủ bộ loa nóc khiển luôn. Dàn này thì bình thường mình bán nếu không bị tai nạn chả có giá đó đâu. Rồi con này có subwoofer ha, sụp nè. Ha, này nó có subwoofer nè. Được chưa? Rồi mình test nó một chút ha. Đánh rất hay nha, bác Trang. Mắt đọc rất tốt nè. Vậy ha, này chất lượng thì cũng còn khá là tốt. Cassette thôi mình không có test nha, cassette thì cũng chả ai dùng hết. Phần thứ hai mấy con cỏ rẻ rẻ thôi, mình chả test cassette làm gì, hên xui đi. Mắt đọc rất tốt này, chất lượng âm cũng khá đúng không, ngoại hình cũng tương đối đó. Nó chỉ bị rủi ro cái đó thôi, để cho anh em nào ít ít tiền mà chấp nhận được thì chơi ha, còn không thích thì thôi. Rồi vậy ha, anh em nào
ít tiền á thì lấy. Thật ra nó cũng bị cái ở phía sau về ông trả ăn thua, mà có làm ông làm là ông trả ăn thua gì đâu, mà để vậy luôn cũng được ha. Có điều nó bị xấu vậy thì mình không có bán giá được như bình thường. Thôi thì anh em là chấp nhận thì gọi ha. Rồi chào mọi người.